Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Talk Channel. Trong series giới thiệu và hướng dẫn game Chatterstone thì mình đã có nhắc đến một cái tên khá là nổi trội, đó là trò chơi đoạt giải game của năm 2016, Psy của nhà thiết kế Stegmeyer và được phát hành bởi StoneMeyer. Và nếu mình đã nhắc đến Stegmeyer mà mình không nhắc đến Psy ấy, thì có cái điều gì đó hơi sai sai. Sai, sai sai, đợi đã, sai, sai. Vì thế hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi Psy nhé. Ngay trên hộp của Psy đây là một cái artwork cực kỳ đẹp và mình không thể không nhắc đến cái artwork này bởi vì nó đóng góp một phần không hề nhỏ trong sự thành công của Project Psy trên Kickstarter và nó được vẽ bởi anh họa sĩ người Ba Lan tên là Jakub Rozanski, anh ấy cũng được ghi tên ở trên cái hộp game đây. Và anh này có hẳn một series những cái tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ chiến tranh giữa Nga, Soviet và Ba Lan hồi đầu thế kỷ 20. Nội dung của những cái bức tranh này là một bối cảnh lịch sử giả tưởng vào những năm 1920, ở đó các cái loại robot, các con mecha, xe tăng rồi pháo cao xạ hạng nặng được phát triển cực kỳ tối tân, rồi có những cái cỗ máy chiến đấu khổng lồ như các bạn thấy ở ở phía đất xa xa trong cái bức tranh này. Gọi là tối tân nhưng mà chúng không hề hào nhoáng, bóng bẩy như ở những cái thế giới tương lai mà nó vẫn mang màu sắc u ám, ảm đạm của chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Ấn tượng hơn nữa là những cỗ máy chiến đấu này, những cái người lính mà thường xuất hiện trong tranh của anh ta thì hay xuất hiện trên nền những cái cánh đồng, như các bạn cũng có thể thấy đây, những cái người nông dân đang gặt lúa ở trên những cánh đồng lúa mì. Nó mang lại cảm giác rất là retro, cổ điển thanh bình trên một cái nền chiến tranh. Và anh họa sĩ này vẽ rất là nhiều tranh có đề tài như vậy và chúng tạo thành hẳn một vũ trụ riêng có tên là World of 1920 Plus, tạm dịch là thế giới những năm 1920, và Psy được xây dựng trên cái vũ trụ đó, vũ trụ của thế chiến năm 1920. Và chúng ta còn có một vài video game được dựng trên cái vũ trụ này nữa nhưng mình sẽ không đề cập đến chúng ở đây. Với bối cảnh như vậy, trong Psy người chơi sẽ có thể điều khiển một trong năm quốc gia giả tưởng ở Đông Âu và họ sẽ phải cạnh tranh với nhau, chiến đấu và chinh phục. Nên nhớ, đây là thế giới của nông nghiệp và vũ khí, chiến tranh không phải là tất cả. Các bạn còn phải đảm bảo sự phát triển của kinh tế và đó chính là nguyên liệu của bộ máy chiến tranh. Giới thiệu như vậy đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở cái hộp này ra xem bên trong hộp có gì nha. Trước khi mở cái hộp này ra thì mình sẽ đọc cho các bạn một số những cái chỉ số cơ bản ở trên hộp. Như các bạn có thể thấy là chúng ta có thể chơi được từ 1 đến 5 người. Độ tuổi khuyến khích là 14 cộng và một ván thường diễn ra khoảng 115 phút. Mình không rõ vì sao lại là cái số lẻ này mà không phải là 120 phút cho nó tròn 2 tiếng. Còn gì nữa không nhỉ? Tại sao mình không nhắc cái hộp này zoom vào gần gần camera là bởi vì nó rất là nặng các bạn. Nó phải tầm 3-4 cân ấy, nhấc lên nó hơi khó. Ở đây vẫn nhấc được. Các bạn có thể thấy các cái chỉ số. Và mình sẽ cho các bạn xem qua cái mặt sau. Ở đây là danh sách các cái thành phần có ở trong game. Đây nó có nêu ở đây luôn. Và cái backstory, tức là cái cốt truyện. Thì vừa nãy mình có giới thiệu qua cái cốt truyện lịch sử của game rồi. Các cái thành phần thì bây giờ chúng ta sẽ mở ra để xem đây. Chúng ta không cần phải đọc. Phải thả nó xuống đây. Nặng quá. Xem nào. Chúng ta có thể mở ở cái chỗ này. Thế nào. Rồi, mình đã bóp xong cái phần bọc. Bây giờ chúng ta cùng xem bên trong có những gì. Bên trong đầu tiên chúng ta có một quyển luật, một quyển setup và có gọi là achievement sheet. Achievement sheet này chắc là để ghi lại thành tích của mỗi lần chơi. Không biết là được dùng cho chơi một người hay là chơi nhiều người nữa luôn. Cái quyển này là quyển automa, tức là luật để cho cái con bot, cái con automa khi các bạn chơi chế độ một người. Cái tờ này là tờ gọi là setup và quick reference guide, tức là cái tờ này là tờ tóm tắt luật chơi và cái cách và tóm tắt cách setup màn chơi nhanh khi mà các bạn đã hiểu hiểu luật rồi, các bạn không cần phải dở lại cái quyển luật dày này nữa. Và đây là cái quyển luật đầy đủ, cái quyển luật dày của Psy khá là dày, có cả danh sách các cái thành phần, các cái component, giải thích gameplay một cách chi tiết. Và cái quyển luật này nó không đề số trang các bạn, để mình tìm xem nó có đề số trang ở trên không. Mình không, à đây nó có đề số trang đây. Quyển luật này 31 trang các bạn, 32 trang, khá là dày và in chất lượng rất là đẹp. Đó là tất cả những cái quyển và những cái tờ liên quan đến luật ở trong này. Và chúng ta có các cái punch board, chúng ta có hai cái punch board đây, gồm có các cái token và các cái marker. Để mình thử lấy ra một cái token cho các bạn xem. Đây, có lẽ đây là một cái loại tiền có số 3 ở trên. Đây là một cái token ví dụ để cho các bạn xem. Chúng ta có hai cái
Giống nhau vậy. Tiếp đến, chúng ta có một cái bản đồ, một cái board. Thì mình bỏ cái phần hộp này sang bên cạnh này. Tạm thời di chuyển cái hộp này sang đây để mình lấy chỗ để mở cái board này ra cho các bạn xem. Board này khá là to. To quá. Các bạn thấy cái board này thực ra là có hai mặt. Mình sẽ cho các bạn xem mặt này trước rồi chúng ta sẽ mở ra mặt sau sau. Đây là một mặt rất là đẹp, màu sắc rực rỡ. Còn đây mặt sau, để mình dở ra mặt sau. Mặt sau như các bạn thấy là không giống mặt trước, hai cái mép này không giống. Mặt sau này nó chỉ có một nửa thôi, như các bạn có thể thấy là ở phía này các bạn có thể có thêm những cái vùng bản đồ ở phía bên tay phải này nữa. Cái mặt sau này mình không biết cụ thể, mình chưa chơi sai bao giờ, nhưng mình nghe nói rằng là khi các bạn mua bản mở rộng thì chúng ta sẽ có thêm cái bản đồ nữa để mở rộng cái bản đồ này sang phía bên tay phải này, thì các bạn sẽ có cái khung bản đồ rộng hơn nữa để chơi. Tuy nhiên là mình không chắc là bản mở rộng nào sẽ cho mình cái vùng bản đồ đấy, và bình thường thì các bạn sẽ dùng cái mặt bản đồ bên này. Và trên bản đồ có các cái biểu tượng 1 2 3 4 5 6 7, các cái biểu tượng các cái căn cứ. Ở đây bên này có một cái khu ghi điểm, dưới này không biết là những loại điểm gì, ở dưới này cũng có các cái khu ghi điểm. Đó là cái bản đồ. Tiếp đến, ở trong hộp chúng ta còn những gì? Ở đây là một cái túi Ziploc, ở bên trong có rất là nhiều các cái túi khác để đựng các cái thành phần, toàn là túi Ziploc cả. Nhà phát hành rất là tâm lý khi chúng ta cho chúng ta nhiều cái Ziploc như này. Ủa, chúng ta còn có các cái hộp để token khi khi chơi nữa. Khi mà chơi thì chúng ta sẽ cho token vào đây và khi chơi xong thì chúng ta cất để gọi là quick setup. Rất là tiện. Nhà phát hành tâm lý ghê. Mình sẽ lấy cái hộp này ra xem trước vì nó khá là hấp dẫn. Ở đây là các cái miniature, các cái figure, các cái tượng ở trong game. Chúng ta có có cái băng dính dán đây, các bạn đợi chút để mình cắt cái băng dính này ra. Đây. Chúng ta có miniature, các cái đây chắc là chủ tướng của các quân. Chúng ta có 5 quân. Thì ở đây chúng ta có 1 2 3 4 5 chủ tướng. Mỗi chủ tướng là một màu, mỗi các cái miniature nó rất là chi tiết, rất là đẹp. Bạn nào mà thích tô tượng thì tô những cái tượng này chắc là thích lắm. Đây là con sói này. Đây là một con hình như là hổ. Đây là đại bàng này. Đây là gấu. Và đây là con bò bison. Tiếp đến ở phía bên này chúng ta có các cái lại có một lớp bảo vệ nữa. Này chúng ta có các cái con robot của các cái quân khác nhau. Đây, mình sẽ cho các bạn xem qua cái con robot này. Đây là robot của quân màu đỏ. Có hai cái liềm ở hai bên và có hai cái ổ súng ở hai bên vai. Đây là robot của quân màu đen. Nó như một cái xe tăng và có chân dài. Đây là robot của quân màu vàng. Có hai chân và hai bánh xe. Đây là robot của quân màu trắng. Có đi bằng hai chân và có hai súng hạng nặng ở hai bên. Và đây là robot của quân màu xanh. Nó là cái xe tăng có 6 chân. Súng hơi hơi cong một tí, không sao, cong càng ngon. Đấy là các cái miniature có ở trong game. Miniature trong game có vẻ làm rất là đẹp và chất lượng cao. Tiếp đến chúng ta có một cái túi to, và trong cái túi to này lại đựng nhiều những cái ziplock nhỏ, và mỗi cái ziplock nhỏ lại đựng là các cái quân marker, các cái meeple khác nhau của xem nào, của các quý quân. Mình đổ hết ra đây. Bây giờ mình sẽ lấy tất cả các cái meeple, các cái token của một quân ra cho các bạn xem cùng có những cái loại gì.
Đây là các cái túi của quân màu đỏ. Chúng ta có cái quân Meeple hình cái con chốt này, con tốt này. Hình đây thì mình đổ ra. Đây, đây là tất cả những cái Meeple, những cái quân Meeple, những cái marker bằng gỗ của một quân. Thì chúng ta có 4 8 cái quân có vẻ như Meeple hình Worker sao, chơi hơi giống người. Và mình không chắc là có đúng nó là quân Worker hay không. Tiếp đến chúng ta có một cái cối xay gió ở đây. Chúng ta có 3 6 cái ngôi sao và chúng ta có 3 6 cái marker hình hình cube, tức là hình hộp, hình lập phương. Cái cục hình lập phương ở đây. Chúng ta có một cái hình trái tim này. Có một con meeple hình con tốt, hình con chốt ở đây. Chúng ta có một cái con meeple hình thù, không biết là con gì, trông như con bọ ấy, không biết có phải con bọ không. Và chúng ta có một cái marker hình bát giác, hình trụ bát giác dài như thế này. Có một cái marker hình có vẻ như là ngôi nhà. Ở đây là một cái cổng à. Và chúng ta có bốn cái marker hình hình trụ, hình tròn trụ này. Đấy, đó là tất cả những cái marker của một quân màu đỏ. Ngoài ra những cái quân khác cũng có số lượng marker và meeple tương tự. Đây là màu trắng, đây là màu xanh, đây là màu đen, đây là màu vàng. Yeah, vậy là đủ cho 5 quân. Tiếp đến chúng ta có một cái túi ziplock nữa. Ở bên trong cũng chứa các cái tài nguyên có màu khác nhau. Chúng ta có 1, 2, 3, 4 loại tài nguyên. Đây là cái quặng sắt, mình nghĩ vậy. Đây là cái hạt, đây là cái túi hạt giống ở trong Chatterstone. Cái token hình túi hạt cũng có hình y hệt như thế này. Đây là cái một cái loại tài nguyên khác. Token gì mình không biết nữa, thì mình chưa biết là trong cái game này có những cái loại tài nguyên gì mà thấy như kiểu lượn sóng ấy. Và đây cuối cùng đó là cái tài nguyên hình màu nâu này. Thì cái này thì mình khá là chắc là đây là tài nguyên gỗ rồi. Đây là một thanh gỗ. Và ở trong cái túi ni lông này có các cái mình xem cho nó là cái gì. Đây, đây là những cái ở trong túi ni lông đấy. Nó trông như những cái khuy ấy, mình chưa biết là làm gì. Hình như hai cái này tạo thành một cặp, có thể ấn vào với nhau được hay sao ấy. Mình chưa hiểu nó sẽ hoạt động như thế nào. Có lẽ là lát nữa mở thêm thì có lẽ là nó sẽ rõ hơn. Mình sẽ để nó sang bên cạnh. Những thành phần tiếp theo ở trong hộp còn có bài. Bài cỡ nhỏ hơn, bài cỡ to, bài cũng cỡ to, 4 tập rồi. Như vậy là chúng ta có 4 tập bài, 2 tập bài cỡ to và một cỡ cỡ vừa và một cỡ cỡ nhỏ, một tập cỡ nhỏ. Lát nữa mình sẽ mở sau, mình sẽ mở các cái bốt khác và mình thấy có vẻ có các cái bốt ở trong này. À, ở đây chúng ta có một cái punch board khác mà khi mà punch ra là nó là cái hình cái đĩa như thế này. Vậy thì mình biết là cái những cái nút màu đen đen này để làm gì rồi. Rồi, mình sẽ punch hai cái này ra cho các bạn xem. Ở đây nó có cái lỗ ở đây này, các bạn có thể thấy không? Đây là... Cái này giống như ở trong cái trò Aeon Sen ấy, thì nó là cái gọi là cái dial, tức là cái gọi là cái gì nhỉ? Cái đĩa quay ghi điểm. Thì những cái nút vừa rồi ấy, thì dùng để các bạn là lắp cái đĩa quay này lại như thế này để các bạn có thể xoay ghi điểm. Như vậy là mình đã biết cái những cái nút đen đen vừa rồi dùng để làm gì rồi. Ở đây chúng ta có một đĩa này, hai đĩa. Tại sao chỉ có hai đĩa nhỉ? Mình nghĩ chắc phải có nhiều hơn trong này. Chúng ta sẽ lấy ra xem. Ở đây chúng ta có các cái tấm mat. Đây hình như là các cái player mat à, hay là faction mat. Mặt sau là có chữ size. Size. Rất là đẹp. Có cho 5 quân. Ồ, ở đây chúng ta tiếp tục có các cái mat nữa. Rồi, chúng ta có 5 cái mat tất cả.
Và những cái mat này đều rất dày. Mình zoom vào cho các bạn xem cái độ dày của mat. Nó có hai lớp bởi vì nó có overlay luôn. Các bạn có thể thấy lên đây nó có lõm lõm để các bạn đặt các cái marker lên trên này nó không bị trôi. Đây nè. Đây nó đều lõm vào này. Không biết các bạn có nhìn thấy cái độ lõm của nó không? Nói chung là nó làm overlay lên trên những cái tấm board này. Cái board này nó rất là dày. Có 5 cái tất cả. Mỗi cái đều có các cái artwork riêng rất là đẹp. Và đó là hết tất cả những gì mà chúng ta đã mở cái hộp này ra. Bây giờ mình sẽ mở từng cái tập bài ra cho các bạn xem nhé. Đầu tiên là tập bài nhỏ nhất. Thế nào? Mỗi tập bài đều được cái thiết kế cái phần cái đường lằn ở giữa để lấy cho nó dễ. Mình rất thích những tập bài như vậy. Xem nào, những mỗi cái tập bài này đều có cái chỉ số ở trên góc và cái artwork mặt sau của chúng đều giống nhau và có hình như thế này. Giống nhau hết tất cả các bạn ạ. À, mặt trên artwork của từng tấm bài đều rất là đẹp. Đều theo cái phong cách như mà mình đã mô tả các bạn, phong cách thế giới 1920. Đó. Có rất là nhiều những lá bài khác nhau như các bạn có thể thấy. Từng cái con robot được vẽ rất là chi tiết. Mặc dù là chỉ là những lá bài nhỏ thôi. Là một trong những cái bộ game mà mình thấy là đẹp nhất đấy. Đó là tập bài đầu tiên, tập bài nhỏ. Tiếp đến là tập bài có kích thước trung bình, tập bài vừa. Thì mình sẽ xé nó ra. Tập bài này cũng có, xem nào, có cái chỉ số ở trên góc này. Tập bài này nó có thành mấy phần đây? Nó có hai phần. Mặt sau khác nhau, đây là mặt sau màu đỏ. Đây mặt sau màu xám, mặt sau màu xanh. Lẫn lộn, để mình xếp xếp nó lại theo đúng màu của mặt sau cho các bạn dễ nhìn xem số lượng màu của nó. Đỏ này, xanh này, xám này, xanh đậm này. Vậy là có nhiều loại bài ở cái tập bài này và chúng ta chưa thể hiểu hết được tất cả những cái tác dụng của những cái lá bài này. Lá bài này có rất là nhiều chữ luôn này. Còn lá bài này có các cái hình ngôi sao. Tiếp đến những cái lá bài này thì lại có artwork ở trên. Lá bài mặt sau màu đỏ thì có artwork ở trên. Có hình vẽ. Đó là tập bài nhỡ. Và đây chúng ta còn hai tập bài to nữa. Thì mình sẽ mở cái tập bài to mà mỏng hơn trước. Cái tập bài to mỏng hơn này lại không có cái đường lằn để giúp chúng ta dễ mở. Mình không hiểu vì sao. Vậy thì mình sẽ mở cái tập bài to dày hơn trước vậy. Cái tập bài này nó có cái đường lằn để dễ mở. Cái tập này mặt sau đều giống nhau. Có lẽ vậy. Đây là artwork ở mặt sau. Còn đây mặt trước. Mặt trước cũng là các cái artwork rất là đẹp. Hình con gấu này. Có lẽ là con gấu ở trong cái mini mà chúng ta có. Khá là giống cái tập bài nhỡ mà có mặt sau màu đỏ. Cái layout của nó khá là giống nhau. Hình artwork và phía dưới là các cái text. Chúng ta chưa rõ là chúng nó có tác dụng gì. Thì mình cho các bạn xem qua thử. Tất cả các cái lá đều có hình vẽ đẹp cả. Và cuối cùng là cái tập bài mỏng hơn mà không có cái đường lằn giúp chúng ta dễ mở. Rồi. Tập bài này thì có hai mặt. À, tập trắng này thì có hai mặt. Có lẽ là các cái luật đặc biệt cho từng màn chơi à. Đây có hình bản đồ này. Và đằng sau có rất nhiều là chữ. Đúng vậy, mặt sau đều chữ, mặt trước là bản đồ. Ồ, những cái lá này hai mặt cũng chữ luôn, không biết để làm gì. Còn lá này thì mặt sau là các cái hình bánh răng. Còn mặt trước là các cái nhân vật. Chắc là các loại binh lính khác nhau. Các cái đơn vị khác nhau. Đó là tất cả những lá bài mà chúng ta có ở trong site. Và nhân tiện đây thì mình chắc là mình cũng sẽ lắp luôn cái dial, tức là cái bánh ghi điểm này, cái bánh xe ghi điểm này cho các bạn xem là lắp vào như thế nào. Đâu nhỉ? Những cái nút vừa nãy của mình đâu rồi? Đây rồi, những cái nút. Đây là những cái nút màu đen đen vừa nãy này. Nó sẽ có hai phần như thế này.
Và đầu tiên các bạn lấy cái phần to, các bạn cho qua cái lỗ ở trên cái tấm này. Như vậy cho qua cái mặt cái tấm board hình tròn này. Rồi sau đấy các bạn lấy cái phần còn lại cho nó vào cái lỗ ở đây rồi bấm. Rồi như vậy là xong, các bạn có thể xoay lại. Sao đây, mặt trước đây, cái tấm còn lại cũng tương tự vậy thôi. Và tuy chúng ta chỉ có hai cái dial, cái tấm xoay này, và chúng nhà sản xuất cho chúng ta những ba cặp nút cơ, để nhỡ chúng ta không mất một cặp nút thì chúng ta còn có cái dự trữ rất là tâm lý. Và mình vừa mới thực hiện xong cái việc mở hộp và cho các bạn xem các cái thành phần bên trong cái hộp của Sai nó có những gì. Các bạn thấy thế nào? Khá là nhiều thành phần phải không? Bởi vì game này cũng là một game khá nặng mà. Các bạn có tò mò muốn biết luật chơi và cách chơi của Sai như thế nào không? Các bạn có muốn biết là một ván của Sai diễn ra như thế nào không? Nếu các bạn muốn biết thì hãy like và subscribe cho mình nhé. Và hãy nhớ ấn cái nút hình cái chuông để nó báo cho các bạn biết là khi nào mình ra video mới. Mình sẽ làm hẳn một series để giới thiệu luật chơi và chơi thử một ván cho các bạn xem. Nếu các bạn có ý kiến gì muốn đóng góp cho mình thì hãy comment ở phía dưới phần phần comment cho mình biết nhé. Còn bây giờ, bye bye, xin chào các bạn.